kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi trưa ngày hôm nay là ngày 6 tháng 9, nhà xuất bình hiển lên cho các bác bộ phối ghép âm thanh giữa một cặp loa bãi Technic SB7A bass 32 và một chiếc âm ni Dokman L48X của khách nâng cấp. Chiếc âm ni này thì tình trạng khá là đẹp, mặt tiền hầu như không có vết xước, và bác khách thì giao lưu với xuất bình buổi trưa hơi muộn một chút nên xuất bình cũng không có kịp lau chùi hay vệ sinh gì cả. Nhưng để nói về chiếc âm ni này, các bác chỉ bỏ ra khoảng độ 5-10 phút lấy khăn, các bác dùng khăn ẩm các bác lau sạch thì chiếc âm ni này cho chẳng khác gì hàng bãi, mặt tiền không có vết xước nào cả. Mới đây của Dokman là 48X các bác nhé. Cả một bộ phối ghép này thì đang có mức giá là 11 triệu đồng, nhưng chất âm thì rất là hay, và các bác có thể là mua riêng lẻ âm ly hoặc là mua riêng lẻ loa thì các bác cứ alo số đỉnh. Đây là một trong những cặp loa rất hay của hãng Technic, model của nó SB7A bass 32, chơi đa năng các thể loại nhạc và tiếng rất là tốt. Đấy, bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết. Mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đình theo số điện trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ quay chi tiết để báo giá cho các bác. Từ cặp loa, cặp Technic SB7A này thì Xuân Đình cũng về thường xuyên, và những cái dòng loa này là những dòng loa cực kỳ là dễ ghép mà tiếng lại rất là hay. Bác nào mà đang cần những cái giải trầm nó uy lực giống như những dòng loa Nga S90D thì cái cặp Technic này sẽ đáp ứng cho các bác rất là tốt. Bass 32, một chung một tép, trở kháng 6 ohm, công suất của này maximum là 180W một loa. Góc cạnh thùng là còn khá đẹp, loa là zin tuyệt đối. Đấy, 6 ohm, 180W, loa 3 đường tiếng, Technic SB7A để sản xuất tại Nhật Bản. Góc cạnh thùng còn khá đẹp. Cặp này thì chơi rất là đa năng và rất dễ phối ghép. Các bác có thể ghép tốt với những dòng âm ni Technic, những dòng âm ni Pioneer, những dòng âm ni Sơn Sui, Đà Lông. Hôm nay Xuân Đình đang ghép một chiếc Dokman. Tuy rằng đây là hàng của khách nâng cấp thôi, nhưng mà ghép với những dòng Technic này thì rất là hợp, mà lại là giá rất là mềm. Cặp Technic này hiện tại thì đang có mức giá là 7.500.000 đồng. Technic SB7A các bác nhé, bass 32 của Kiều Xuân Đúc, mức giá chỉ có 7.500.000 đồng. Còn về chiếc âm ly thì Xuân Đình cũng tháo hết cả máy cho các bác xem bên trong đây rồi. Đấy. Máy thì chạy 4 giò than, mọi chức năng chỉnh về phần âm sắc bát tép thì rất là tốt, mặt tiền rất đẹp luôn. Xuân Đình quay gần cho các bác, đây là chỉ có một chút bụi bẩn đấy nhá. Giờ này chỉ có lau qua thì nó sẽ sạch rồi, còn mặt tiền thì không có chảy xước gì cả. Dokman là 48X. Hôm nay thì các thấy nhiều các bác chuyên gia nói là ghép với những dòng loa Mỹ, đặc biệt những dòng loa JBL rất là hay. Nhưng ở cái chiếc âm ni này thì nó chỉ chạy có 4 sò, công suất của nó là 180W thôi. Nên các bác nếu như ghép những dòng loa Mỹ để nghe nhạc gia đình vừa phải thì cứ ghép những cái dòng bass 25 là nghe nó không bị đuối. Còn nếu như ghép bass 30 thì nó hơi quá cỡ. Nhưng ngược lại thì ghép với cặp Technic này độ nhạy cao nên tiếng rất là hay. Đây các bác thấy rõ là số mình nhích có 2 số. Còn nếu như nghe vừa phải thì rất ok. Còn nếu như các bác để nắp thêm vang hát karaoke những dòng này thì hơi phí. Dokman L48X có chỉnh bass check trực tiếp trên máy, có tần số của bass tép. Bên này là đường vào, đây là volume. Hàng nội địa, điện 100V, máy móc bên trong là còn gì. Đây là phía đằng sau. Số series của máy là 1500142, công suất là 180W. Các bạn đang cần những cặp đang chơi những dòng loa Mỹ ghép này rất tuyệt vời. Đấy. Và Xuân Đình sẽ đặt cả phía dưới máy lên cho các bác xem luôn. Máy móc là khá là ok, rất đẹp. Đấy. Những dòng này thì nó có vỏ gỗ, rút gan linh kiện máy móc rất đẹp luôn đấy. Có vỏ gỗ nhé. Đây là vỏ gỗ zin. Nếu nắp vào vỏ gỗ thì nhìn nó rất là sang, khi để gọi là mở cái vỏ ra nhìn trông nó trần truồng này thì nhìn nó khá là xấu. Nhưng nắp vào vỏ gỗ rất chất, vỏ gỗ zin. Ở đây là hàng của khách nâng cấp, hiện tại thì đang có mức giá chỉ có 3.500.000 đồng. Âm ni Dokman L48X, giá rất tốt, hình thức thì còn đẹp. Đấy, ghép tốt các loại loa Mỹ bass 20-25 cho nó căng tiếng, mình ghép 30 thì hơi đuối, nó nghe nó sẽ không được chất lượng. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo số đỉnh nha, giá rất là tốt. Cảm ơn các bác đã có chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.